Chào các bạn, rất vui hôm nay lại được gặp lại các bạn trong kênh Học Nấu Ăn Làm Là Ngon của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn rất là ngon từ tôm và thịt nhé. Đó là món tôm diêm thịt ba chỉ nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 200g tôm. Tôm này các bạn sẽ nhặt bỏ hết râu và chân của nó đi, sau đó các bạn rửa sạch đi nhé. 200g thịt ba chỉ. Gia vị của chúng ta sẽ gồm có đường, hạt tiêu, bột ngọt, hạt nêm, nước mắm và dầu ăn nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thêm một ít hành tỏi băm và một trái ớt và một chút hành và ngò nha các bạn. Sau đây xin mời các bạn cùng chế biến với mình nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tiến hành ướp tôm nha các bạn. Các bạn sẽ ướp vào đây cho mình một chút muối nhé, nửa thìa cà phê hạt nêm, nửa thìa cà phê bột ngọt, và một thìa cà phê tiêu nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ trộn đều nó lên. Sau khi đã trộn đều, các bạn sẽ ướp tôm này trong vòng 15 phút nha các bạn, để cho tôm của chúng ta được ngấm gia vị nhé. Với thịt của chúng ta, các bạn sẽ tiến hành cắt miếng vừa ăn nhé. Nếu bạn nào thích ăn thịt mỡ, các bạn có thể chuẩn bị thịt ba chỉ. Tại nhà mình không ai thích ăn mỡ hết nên mình sẽ chuẩn bị thịt nạc thôi. Các bạn cắt miếng vừa ăn nhé. Bước tiếp theo, các bạn hãy bắc lên bếp cho mình một cái chảo chống dính như thế này nhé. Các bạn sẽ bật lửa lên. Sau đó các bạn sẽ cho vào đây một ít dầu ăn nhé. Các bạn láng đều mặt chảo. Sau khi dầu nóng, các bạn sẽ cho thịt của chúng ta vào để chúng ta rang cho nó xém cạnh nhé. Các bạn cứ đảo thịt dưới lửa to cho đến khi nào thịt của chúng ta nó cháy xém cạnh là được nha các bạn. Các bạn đảo thịt cháy xém cạnh và hơi hơi vàng như thế này là được nhá. Sau đó các bạn sẽ múc ra đĩa đi. Và đây là đĩa thịt mình đã múc ra rồi nhá. Tiếp theo cũng trên chiếc chảo đó, các bạn sẽ cho vào đây một chút tỏi băm nhé. Rồi các bạn đảo vàng lên. Sau khi tỏi của chúng ta đã phi vàng thơm, các bạn sẽ cho tôm vào đây nhé. Các bạn sẽ cho lên chiếc chảo này khoảng 3 muỗng canh đường để chúng ta tiến hành chưng nước hàng nhé. Các bạn chưng đường này dưới lửa vừa nha các bạn. Sau khi đường của chúng ta đã chảy ra, các bạn sẽ vặn lửa bé lại nhé. Nếu không, đường của chúng ta sẽ rất là nhanh cháy. Sau khi đường của chúng ta đã chuyển sang màu nâu cánh gián, các bạn sẽ cho một ít nước vào đây nhé. Cho khoảng lưng bát con nước vào đây. Sau đó các bạn sẽ đun cho cái đường này nó chảy ra nhé. Sau khi nước hàng của chúng ta đã tan hết như thế này, các bạn sẽ tiến hành đổ vào chảo tôm thịt nhé. Và chúng ta sẽ tiến hành rim nha các bạn. Các bạn rim dưới lửa nhỏ thôi nhé. Sau đó các bạn sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây thêm khoảng nửa thìa cà phê muối nhé. Và khoảng
nguội với canh nước mắm nha các bạn. Các bạn cứ tiến hành xin cho nó đến khi nào cạn nước thì thôi nhé. Sau khi tôm thịt của chúng ta gần cạn nước thì các bạn sẽ cho vào đây một vài nát ớt nếu các bạn thích ăn cay nhé. Và các bạn sẽ thêm khoảng nửa muỗng canh hành tím băm nha các bạn. Và một ít tỏi băm nữa nhé. Cuối cùng các bạn hãy cho vào đây thêm cho mình nửa muỗng cà phê tiêu nhé. Và một chút hành ngò thái nhỏ nha các bạn. Vậy là món tôm rim thịt nạc của chúng ta đã hoàn thành rồi nha các bạn. Như các bạn có thể thấy nó có một màu sắc rất là hấp dẫn phải không các bạn? Món này ăn kèm cùng cơm nóng sẽ rất là ngon nhé. Khi ăn các bạn sẽ ăn kèm với dưa leo này sẽ làm cho chúng ta bớt ngán hơn nha các bạn. Vị chua cay mặn ngọt hòa quyện với tôm thịt của chúng ta sẽ tạo cho chúng ta một hương vị rất là đậm đà và ngon cơm nhé. Xin chúc các bạn thành công với món ăn này. Nếu thấy video của mình hay và bổ ích, đừng quên chia sẻ video cho mọi người để mọi người cùng theo dõi và học hỏi thêm món tôm rim thịt đầy thơm ngon và hấp dẫn này nha các bạn. Và cũng đừng quên đăng ký kênh của mình để đón nhận những video mới nhất nhé. Chúc các bạn thực hiện thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.